Hey, what's up các bạn? This is your boy MasterChef Kube. Hôm nay MasterChef Kube sẽ chỉ các bạn nướng tôm hùm lobster của Boston. Ăn với butter. Rất ngon mà vừa thơm nữa. Sáng nay là viên MasterChef câu được hai con tôm nè. Bồi không? Hai con. Hôm nay sẽ chỉ cho các bạn nấu nướng lên tôm tôm càng lobster dễ, 10 phút thôi, vừa nhanh nữa. Không, hai con chỉ bắt đầu sẽ cắt cánh giữa ra, xong bỏ miếng butter vô, xong nướng trong lò mà grill, xong mà bỏ một chút dry seasoning lên. Xong chín xong mình sẽ chấm với butter ăn. Wow, bự quá ha, hấp dẫn không các bạn? Này chắc 1-2 pound đó, 2 pound chắc. Ok, đây là một con vẫn còn sống nha, tươi nha, còn nhúc nhích nè. Giờ sẽ cắt chính giữa ra, cắt từ đây tới đây, xong mình sẽ bỏ lên nướng. Nướng cỡ 1-2 phút, xong rồi cho nó hơi dần dần, xong mình bỏ butter lên với một chút dry seasoning. Xong chín mình sẽ lột ra chấm với butter. Wow, đã quá. Ngon ha các bạn. Chim hả? Ok, lò nóng lên rồi, cỡ 450 độ cho nó nóng thiệt nóng. Xong mình lấy hai con tôm này, bự không? Hấp dẫn nhức nách luôn đó nha. Coi, đây là lò snap on, đẹp không các bạn? Ok, giờ đóng lại cho nó chín, hơi chín, xong mình bỏ butter lên. Ok các bạn, cái này cỡ 2 phút rồi. Giờ mình sẽ bỏ một chút butter vô, xé nó ra vậy nè, nhấc vô cho nó thơm. Thấy không? Nhấc butter vô. Đó. Xong rồi bỏ một chút seasoning dry rub vô một chút cho nó thơm. Ok, giờ đóng lại cho cỡ 5 phút nữa là xong rồi. Ok, xong rồi, cỡ 8 phút rồi. Wow, thấy hấp dẫn chưa các bạn? Thơm quá. Ok, giờ tắt lửa để cho nó nguội chút, xong mình sẽ lấy ra. Thơm quá. Ok, nguội rồi nha các bạn, thơm quá. Mẹ nó ra. Wow, hấp dẫn không? Wow. Có trứng à? Wow, ngon không? Hấp dẫn à? Này có trứng à? Chấm một miếng butter. Tôm càng này Boston phải ăn như nào mới thơm. Nhức quá, nhức nách quá bạn ơi. Này mai phải uống Tylenol nè. Cheers.